chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, đã đến giờ chương trình đuổi hình bắt chữ của chúng ta được bắt đầu. Chúng tôi rất hào hứng, sung sướng khi đến với chương trình và tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn, những người đang theo dõi chương trình cũng cảm thấy phấn chấn khi theo dõi những hình vẽ và chúng ta cùng đuổi hình và cùng bắt chữ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai người chơi trong chương trình hôm nay của chúng ta. Người chơi ở vị trí đầu tiên đó là ai? Xin mời. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Sơn Bắc. Em tên là Nguyễn Linh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Văn Hiến. Em đã xem chương trình rất nhiều và em muốn thử sức mình và được giao lưu với anh Sơn Bắc và người chơi. Rất mong được quý vị ủng hộ. Vâng, quý vị ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình đúng không ạ? Vâng, rất nhiệt tình ủng hộ bạn. Tôi xin hỏi bạn Linh ạ. Vâng. Đúng không ạ? Vâng, bạn Linh. Bạn đã đứng trước ống kính bao giờ chưa? Rồi ạ. Trong phim gì ạ? Hay trong chương trình gì ạ? Em quay hai MV ca nhạc cho ca sĩ David Murray. Tức là quay MV ca nhạc ạ. Vâng. Bạn trong đó bạn đóng vai gì? Người bạn của David ạ. Bạn David. Đó, vì sao tôi hỏi vậy là bởi vì tôi thấy bạn có vẻ là hơi lo lắng khi đứng vào bục người chơi. Như là người chưa đứng trước ống kính máy quay bao giờ, hay là bạn thấy cái không khí ở đây nó khiến cho bạn căng thẳng? Em cảm thấy hơi lo thôi. Hơi lo, lo vì sao ạ? Vì sợ mình không trả lời được câu nào. Trời, bạn xem chương trình nhiều thì tôi tin rằng bạn sẽ trả lời được. Vâng. Bạn Linh, với việc mà đã có một chút ít kinh nghiệm đứng trước ống kính máy quay thì bạn sẽ lấy tự tin rất nhanh để có thể đuổi theo hình và bắt được chữ kịp thời. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm quen với người chơi ở vị trí tiếp theo. Người mà chúng ta có thể vừa gọi là bạn đồng hành với bạn Linh, vừa có thể gọi là đối thủ nặng ký. Xin mời. Xin chào quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay. Xin chào quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình. Xin chào anh Xuân Bắc. Mình tên là Vũ Nhật Anh. Hiện mình đang là sinh viên của trường Cao đẳng Truyền hình. Và mình bất thình lình bị chương trình gọi đến đây để chơi với cả bạn Linh ngày hôm nay. Vâng. Xin quý vị khán giả cổ vũ nhiệt tình cho hai người chơi mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hai người chơi đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ nhất của chương trình đuổi hình bắt chữ. Miếng ghép đầu tiên là miếng ghép ưu thế. Hai bạn sẽ trả lời liên tục không cần phải nhấn chuông. Ai tìm được đáp án đúng, người đó sẽ lựa chọn số điểm cho mỗi câu trả lời đúng ở phần thi thứ nhất. Miếng ghép ưu thế, bắt đầu. Bình tĩnh. Đây là gì? Nhà ổ chuột. Gì ạ? Nhà ổ chuột. Nhà ổ chuột, hoàn toàn chính xác. Đó là nhà ổ chuột. Nhà thấp, chật hẹp và tồi tàn, bẩn thỉu, thường làm chen chúc vào nhau thành một khu ở vùng đô thị. Nhà ổ chuột thường là ở những nơi không có quy hoạch, ở tạm bợ mà thôi. Luật thi ở phần 1 của chúng ta, 9 miếng ghép. Mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Các bạn có 15 giây để trả lời cho mỗi hình và mỗi người chỉ được trả lời duy nhất một lần. Các bạn hãy nhấn chuông để báo tin cho chúng tôi biết rằng các bạn là người có quyền trả lời. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn rồi. Trước khi vào miếng ghép đầu tiên trong phần thi thứ nhất, chúng ta sẽ đến với phần chọn điểm. Và bạn Nhật Anh sẽ là người có quyền chọn mốc điểm từ 50 đến 500 điểm. Bạn sẵn sàng? Rồi ạ, sẵn sàng. Xin mời. 500 điểm. Rất tuyệt vời, 500 điểm. Như vậy có nghĩa là mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ có 500 điểm. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bạn Linh đã đỡ lo lắng chưa? Rồi ạ. Miếng ghép đầu tiên đây là gì? 15 giây bắt đầu. Áo nó thế nào đấy ạ? Áo bay. Gì ạ? Áo bay. Áo bay, đáp án chính xác đó là áo bay. Áo kiểu của phi công may bằng vải đặc biệt, giống kiểu bu rông, áo bay. Bạn có được 500 điểm đầu tiên. Xin mời mở chi tiết. Cái gì đó mà tôi đoán là ở trên trời. Miếng ghép thứ hai, đây là gì? Bé vẽ. Chưa chính xác. Rất khó, hình này không đơn giản chút nào.
Bàn làm việc của văn phòng nói chung chúng ta gọi là bàn giấy. Miếng ghép tiếp theo, đây là gì? Bình tĩnh. Cá chim. Gì ạ? Cá chim. Cá chim là cá biển mình mỏng và cao, vảy nhỏ, vây lớn, thịt thơm và ngon. Cá chim. Bạn có thêm 500 điểm. Xin mời. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ tư. Hai từ. Xin mời. Rau xanh. Chưa chính xác. Đây là gì ạ, bạn Nhật Anh? Cái mà chúng ta thường xuyên hay dùng. Các bạn thấy nó màu xanh gì ạ? Xanh nước biển, xanh ngọc. Đáp án của chúng ta là dao lam. Dao có lưỡi rất mỏng, hai cạnh đều sắc. Khi dùng được lắp vào một bộ phận có cán cầm, dùng để cắt, thường là để cạo râu. Chúng ta đến với miếng ghép thứ 5 là một mốc quan trọng. Ai trả lời được, người đó sẽ có 5 giây để trả lời miếng ghép lớn. Nhưng mà tôi e là hơi khó, bởi vì các bạn mới mở ra 2 hình thôi, thì hơi khó. Tuy nhiên chúng ta cứ phải cố gắng để theo dõi trực tiếp. Miếng ghép thứ 5, đây là gì? Hoa đá. Cây hoa đá là một chi thực vật mọng nước trong gia đình Asoaceae. Các thành viên của chi này có nguồn gốc từ Nam Phi. Và giống như những viên đá khi không nở. Đó chính là hoa đá, rất chính xác. Bạn cộng thêm cho mình 500 điểm. Hãy mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ 6, đây là gì? Hai từ. Là gì ạ? Là gì ạ? Là gì? Nhấn chuông. Gì ạ? Bao chuối. Không, không. Bạn nhìn thấy cái gì thì bạn đoán ngay, đấy là gì? Hai từ. Bao chuối. Đây không phải con báo. À, hổ. Chưa chính xác. Nào, xin mời. Hoa chuối. Chưa chính xác. Tên gọi của loài rắn hổ mang có màu da trắng nhợt như thân cây chuối gọi là hổ chuối. Khó nhỉ, khó thật. Rắn hổ chuối. Miếng ghép thứ 7. Gì đây, thưa các bạn? Là gì đây, bạn Linh? Vâng, xin mời. Kim băng. Kim băng, rất chính xác, đó là kim băng. Kim được uốn gập lại đầu của mũi bọc, đầu của mũi bọc mũi nhọn, dùng để cài, để găm, để giữ điều vật gì đó. Kim băng. Bạn giành được 500 điểm nữa. Xin mời. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ 8. Bạn Linh cần phải bình tĩnh hơn. Xin mời. Lợn sữa. Rất chính xác, đó là lợn sữa. Vâng. Lợn sữa, lợn con còn đang bú, gọi là lợn sữa. Bạn Linh có 500 điểm đầu tiên. Chúc mừng bạn. Mời bạn. Chưa hiện ra cái hình kia. 3, 2. Miếng ghép nhỏ cuối cùng. Đây là gì? Hãy nhìn. Ví trường hợp bền bỉ, quyết tâm thì việc dù khó đến mấy, cuối cùng xin mời. Nước chảy đá mòn. Đáp án chính xác đó là nước chảy đá mòn. Nước chảy đá mòn. Ví trường hợp bền bỉ quyết tâm thì việc dù khó đến mấy cuối cùng cũng làm nên. Tựa như nước chảy lâu, nước thì rất mềm, đá thì rất cứng, nhưng nước chảy lâu thì đá cũng sẽ mòn đi. Nước chảy đá mòn. Bạn có thêm cho mình 500 điểm nữa. Hãy mở chi tiết và đoán hình.
Đây là cơ hội của bạn. 5 4 5 4 3 2 1 bạn Linh có vẻ như đã tìm ra câu trả lời đúng không? Với 2.000 điểm. Nào, bây giờ thế này. Bây giờ đã đến miếng ghép thứ 10 rồi và quyền trả lời của hai bạn là như nhau. Mỗi bạn được quyền trả lời một lần. Đáp án miếng ghép thứ 10, ai trả lời đúng sẽ có 2.000 điểm. Đây là gì? Vâng, xin mời. Khỉ gió. Khỉ gió. Sao bạn nghĩ đây là khỉ gió? Nghĩ con khỉ đang đu và gió thôi. Thôi, gọi là khỉ gió. Tức là đồ khỉ gió hay là con khỉ gió hay là cái gì? Từ được dùng để mắng với ý nghĩa thân thương một ai đó, đồ khỉ gió. Đáp án của chúng ta là khỉ gió. Vâng, rất chính xác. Bạn nhìn hai cái tay thì tôi đang nghĩ là một em bé. Xong đấy thò cái chân vào một góc của cái đuôi thì tôi bảo tôi nghĩ trong đầu bởi vì tôi chưa được xem hình này. Và tôi đã nghĩ ra trong đầu là nếu được lộ ra cái ô của mặt con khỉ thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội trả lời được. Và thật thông minh, quyết đoán. Bạn Linh dành thêm cho mình 2.000 điểm ở miếng ghép thứ 10 trong bài thi thứ nhất. Tổng số điểm của hai bạn là... Bạn Nhật Anh đang có 2.500 điểm. Bạn Mỹ Linh đang có 2.000 điểm cộng 500 điểm, tức là 2.500 điểm bằng nhau. Xin hỏi bạn Nhật Anh ở phần này bạn có thấy khó không ạ? Em thấy không khó lắm ạ. Cũng dễ đúng không? Bạn trả lời được 5 câu cơ mà. Vâng. Bạn ấn tượng nhất là hình nào? Em ấn tượng nhất là hình hổ chuối ạ. Gì ạ? Hổ chuối ạ. Hổ chuối đúng không? Cái hình đấy đúng là hiểm thật. Tại vì chúng ta không biết con rắn cái loại hổ chuối đấy cho nên rất khó. Sinh ngày 24 tháng 6, giới tính là bí mật. Kỳ thực là giới tính? Dính nam ạ. Nam. Hiện đang là sinh viên trường cao đẳng truyền hình khoa quay phim. Chà. Sở thích là thích chụp ảnh. Đương nhiên, học quay phim. Thích hoạt động tập thể và nấu ăn. Thích đi chơi, xem phim với người yêu và bạn bè. Thích đi du lịch mặc dù chưa được đi đâu bao giờ. Thích đọc truyện tranh và chơi game. Ghét tất cả những gì mình không thích. Đến với chương trình, mong học hỏi, giao lưu, mong trả lời được nhiều câu hỏi để lấy tiền đi du lịch. Nếu mà đủ tiền, số tiền lớn nhất mà giải thưởng có thể mang đến cho bạn, bạn sẽ đi du lịch ở đâu và vì sao ạ? Em nghĩ là trước tiên thì em làm một chuyến du lịch xuyên Việt ạ. Để hiểu biết thêm về phong tục tập quán cũng như là con người đất nước mình ạ. Trước tiên, nếu còn thừa tiền thì sao? Thừa tiền thì phải tùy thuộc nhiều hay ít thì đi các nước lân cận bạn sau đi, ạ. Bạn đi châu Âu mấy nước đi nhỉ? Sao sao cười? Thưa quý vị, vâng, bạn Nhật Anh, người mà đến với chương trình để mong kiếm tiền để đi du lịch được. Đấy cũng là một mục đích. Tiếp theo sẽ là bạn Mỹ Linh. Nickname gọi là Linh Bin. Vì sao? Quả bin đấy ạ. Không ạ, vì hồi bé, từ học tiểu học ấy, nhìn em giống, rất giống con trai và nghịch nữa. Nên bố mẹ và các bạn đặt là Linh Bin. Thì cho nó nghịch nghịch. Hay nhờ. Bây giờ thì bạn khác hẳn, bạn Nhật Anh thấy bạn Linh thế nào? Bây giờ thì nữ tính rồi ạ. Ước mơ đầu tiên là sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ được đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Và sau này sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Bạn thích làm diễn viên? Vâng, em rất thích làm diễn viên. Thích thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh? Vâng. Nhưng mà vào trường đại học sân khấu điện ảnh không phải là con đường duy nhất để trở thành diễn viên. Bây giờ bạn có đang luyện tập một cái gì đó không? Liên quan đến nghệ thuật không? Em cũng chưa hẳn luyện tập gì, em chỉ hay đi chụp ảnh này. Rồi đi đóng MV ca nhạc. Đi chụp ảnh à? Vâng. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một người chụp ảnh rất là đẹp. Một người cũng đang cầm tay quay, tay máy, cũng đang đầy đam mê. Đó là bạn Nhật Anh. Bạn Nhật Anh có sẵn sàng chụp ảnh cho bạn Mỹ Linh, bạn Mỹ Linh làm mẫu? Vâng, sẵn sàng. Mỹ Linh thì sao? Dạ, em rất vui lòng. Vâng, tôi sẽ là người đi, tôi thiết kế, tôi decor, tôi cầm đánh sáng, đánh chiếc các thứ cho. Ước mơ nhỏ bé thứ hai là vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình sẽ được tặng một con gấu bông to, một bó hồng thật đẹp và một chiếc bánh gato thật xinh. Rất thích những thứ đó nhưng từ nhỏ chưa bao giờ được. Bao giờ bạn sinh nhật 18 tuổi?
À, còn 9 ngày nữa. 9 ngày nữa sinh nhật 18 tuổi. Vâng. À, bạn muốn tặng một con gấu bông to này, một bó hoa hồng thật đẹp và một chiếc bánh gato thật xinh. Nếu bạn không chê thì tôi sẽ tặng bạn một trong ba thứ này cho bạn chọn. Thì em cảm ơn. Thế vậy anh tặng em bánh gato bé đi. Bánh gato nhá. Vâng. Bạn thích vị sô-cô-la hay vị gì? Sô-cô-la. Sô-cô-la, rồi. À, hôm đấy tôi sẽ mời Nhật Anh đi cùng nhá. Nhật Anh đi cùng làm chứng, chứ không lại bảo tôi nói tôi không làm. Bánh gato. Bạn sẽ có một chiếc bánh gato trong 9 ngày nữa. Nhớ nhắc tôi. Sở thích. Thích ăn uống, đi chơi, xem phim một mình. Bắn súng sơn, thích mặc váy, thích được tặng quà bất ngờ và thích chụp ảnh. Rất nhiều cái thích và rất nữ tính. Sở ghét. Ghét cái gì ạ? Ghét côn trùng ạ. Ghét côn trùng, ghét gì nữa? Ghét ai nói nhiều. Không ạ. Anh là anh rất, anh nói anh đáng yêu chứ không phải nói nhiều rồi đáng ghét. Thế là bạn ghét người nói nhiều đáng ghét hay ghét người nói nhiều thôi? Em ghét người nói nhiều và đáng ghét ấy ạ. Cứ tôi nói tôi. Anh chưa đáng yêu ạ. Ờ, đấy bạn nói phát rồi tôi đỡ hẳn. Chứ tự nhiên đang nói bạn ghét người nói nhiều, tự nhiên môi tôi choáng lên lại, không nói được. Điều cảm thấy buồn nhất là chưa làm được điều gì để bố mẹ và anh chị thật sự vui và tự hào về mình. Kết quả học tập của bạn thế nào? Cũng ổn ạ, nhưng mà cái đấy em chưa thấy nó đủ. Nó thiết thực, nó đủ. Vâng. Không, tôi nghĩ thế là đủ đấy. Bạn bây giờ đang tuổi đi học, bạn chỉ cần học thật tốt, kết quả học tập thật tốt, đấy đã là khiến cho bố mẹ và anh chị bạn tự hào rồi. Chứ không phải là đi làm điều gì đó rồi mang nhiều tiền về cho gia đình, tôi nghĩ là như vậy. Lý do tham gia chương trình là gì ạ? Là sẽ có một số tiền nhỏ mang về để tổ chức sinh nhật. À, muốn có một số tiền nhỏ mang về để tổ chức sinh nhật. Đồng thời muốn gửi tới chương trình một ca khúc mà em yêu thích. Đấy là ca khúc gì? À, nước trong nguồn ạ. À. Của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Em rất thích bài này vì nó ý nghĩa. Em rất yêu mẹ của em. Em muốn đi tặng bài này cho mẹ của em cũng như các người mẹ khác. Vâng, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. Xin mời. Mẹ vẫn thức đó thâu đêm vì con. Mẹ luôn khắc khoải vì những đứa trẻ. Rồi đây trên đường đời con mẹ như thế nào? Đến một ngày con nhận ra đôi mắt của mẹ mờ đi. Và bao tháng năm hằn sâu trên mặt mẹ. Tình yêu của mẹ trao con ôi sao quá nhiều. Rồi ngày con lớn khôn con mới biết rằng mẹ thương con nhiều. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con rất thương mẹ. Tình nghĩa mẹ yêu như nước trong nguồn. Mẹ đã bỏ quên thank you.
Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, và bây giờ sẽ là phần 2 của chương trình. Đây là những cơ hội cuối cùng để các bạn khẳng định xem ai là chủ nhân chiếc ghế đỏ. Bạn Nhật Anh đang có 2.500 điểm và bạn Mỹ Linh cũng có 2.500 điểm. Bạn Nhật Anh đang tỏ ra là một người rất tự tin, và nhấn chuông rất kịp thời và trả lời rất chính xác. Còn bạn Mỹ Linh thì với cách chơi của mình đó là gì? Em cứ nhởn nhơ ở phía ngoài, còn về phía sau thì em bắt đầu tăng tốc và về đích. Mỗi người sẽ có những cái cách chơi khác nhau. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là như thế nào thì kết thúc phần 2 chúng ta sẽ biết ai là chủ nhân chiếc ghế đỏ. Luật chơi của chúng ta như sau. 9 miếng ghép nhỏ, đằng sau miếng ghép nhỏ vẫn là một miếng ghép lớn, vẫn là 15 giây. Nhưng lần này các bạn được quyền trả lời liên tục, nhớ. Trả lời liên tục và liên tục đến khi tìm được đáp án đúng hoặc hết giờ thì thôi. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mỗi hình chúng ta sẽ được chọn điểm một lần. Ở phần 1, bạn Nhật Anh là người chọn điểm. Miếng ghép đầu tiên trong phần thi thứ 2, xin mời bạn Mỹ Linh. 200 điểm. Đây là gì? Băng giấy. Chưa chính xác. Hãy nhìn cái hiện tượng chúng nó không không tách nhau ra được. Nhấn chuông. Băng dính. Băng dính rất chính xác, đó là băng dính. Băng vải, nhựa được phết lớp chất dính, thường ở một mặt dùng để băng hoặc dán. Băng dính. 200 điểm thuộc về bạn. Xin mời mở chi tiết. Cái gì đó? Phần chọn điểm của bạn Nhật Anh. 300. Đây là gì? Xin mời. Bánh sữa, bánh bò sữa. Bạn trả lời chính xác là gì? Bánh bò sữa. Chưa chính xác. Chỉ là bánh bò. Gì ạ? Bánh bò. Bánh bò là hoàn toàn đúng. Bánh làm bằng bột gạo tẻ ủ với đường và men, khi hấp chín thì nở to, mềm và xốp. Bạn được cộng thêm cho mình 300 điểm. Mở chi tiết. Cái gì đó? Xin mời phần chọn điểm tiếp theo của bạn Linh. Bình tĩnh xem bao nhiêu điểm đây. 600. Đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ. Đó là 600 điểm. Nào, 600 điểm thuộc về ai? Xin mời, đây là gì? Nhấn chuông. Xin mời. Cốc tai. Cốc tai theo bạn đó là gì? Cốc tai em biết là một loại đồ uống ạ. Đồ uống được pha chế từ nhiều thứ rượu, thường thêm siro, trái cây, hương liệu. Đó là cốc tai. Rất nhanh. Tôi thấy là có vẻ như bạn Mỹ Linh cũng đã tìm ra đáp án rồi, nhưng mà nhấn chuông không kịp, đúng không? Cốc tai. Bạn cộng thêm cho mình 600 điểm nữa. Xin mời. Phần chọn điểm của chính bạn, bạn Nhật Anh. 400 điểm. Vâng. Thuộc về ai? Xin mời. Mời bạn. Giấy bóng. Giấy bóng rất chính xác, đó là giấy bóng. Giấy mỏng, bóng láng và trong mờ hoặc trong suốt, thường có nhiều màu, dùng để bao gói, chống ẩm hoặc trang trí. Giấy bóng. Bạn cộng thêm cho mình 400 điểm. Xin mời. Cứ bên viền viền. Miếng ghép thứ 5, bạn Linh sẽ là người chọn điểm. Xin mời, đây là mốc rất quan trọng. Ai trả lời được miếng ghép này sẽ có 5 giây để trả lời miếng ghép lớn. Và đây, 550 điểm thuộc về ai? Xin mời. Hoa mắt. Rất chính xác, đó là hoa mắt. Bạn bạn Mỹ Linh thân mến, tôi phải khẳng định với bạn rằng là tôi theo tôi quan sát thì tôi thấy bạn đã nhiều lần phát hiện ra, nhưng đây là cuộc thi và không có chỗ cho sự từ từ. Phải quyết định và quyết liệt. Đấy là còn chưa kể bạn có quyền được trả lời liên tục ở phần thi này. 550 điểm thuộc về bạn Nhật Anh. Mời bạn. Năm, bốn, ba, hai, một. Miếng ghép thứ 6, quyền chọn điểm là của bạn Nhật Anh. Mời bạn.
300 điểm. Đây là gì? Hai từ. Hai con này nó đang... Xin mời. Bắt tay. Không phải. Mà nó đang như nào nhỉ? Chúng ta cứ xếp hàng vào một nơi nào đó mà... Nối đuôi. Gì ạ? Nối đuôi. Đó chính là nối đuôi. Xếp liền sau cái nọ cái kia. Cái nọ sau cái kia. Nối đuôi. 300 điểm. Thuộc về bạn. Vâng. Đây là gì? Hãy mở chi tiết. Năm, bốn, ba, hai, một. Tiếp theo sẽ là miếng ghép thứ bảy. Nào, bạn Linh sẽ là người chọn điểm. Hãy bình tĩnh. 500 điểm. Trời ơi, con điểm cao. Đây là gì? Chuẩn bị. Mời bạn. Rắn đuôi chuông. Đáp án chính xác đó là rắn đuôi chuông. Một loại rắn độc, thường nọc độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của con mồi. Rắn đuôi chuông. Rất nhanh. 500 điểm thuộc về bạn Nhật Anh. Nào, cố gắng lên. Miếng hay rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 8, mời bạn Nhật Anh chọn điểm. Xin mời. 450 điểm. Vâng, đây là gì? Đây là gì ạ? Ví hành động vô tình tạo thêm điều kiện cho kẻ giữ hoành hành của môi trường quen thuộc. Xin mời. Giáp báo phải nhỉ? Giáp báo phải bắt giáp báo. Bình tĩnh mà, bình tĩnh. Đây không... Giáp hổ về rừng. Cái gì? Giáp hổ về rừng. Chưa chính xác. Vâng, xin mời. Thả hổ về rừng. Hoàn toàn đúng. Thả hổ về rừng. Thả hổ về rừng. Bạn đã cộng thêm bao nhiêu điểm? 450. 450 điểm thuộc về bạn. Xin mời. Toàn bộ phần thi thứ hai này là thuộc về bạn rồi đấy. 5, 4, 3, 2, 1. Vẫn chưa đưa ra. Vâng. Miếng ghép nhỏ cuối cùng. Miếng ghép thứ 9 trong phần thi thứ hai. Phần chọn điểm thuộc về bạn Mỹ Linh. Mỹ Linh cố gắng lên nào. Phải bình tĩnh, hình như bạn hơi mất bình tĩnh. Bắt đầu chọn điểm. 450. Đây là gì? Đây là gì đây? Hai cái điểm mà nó lại đang làm như này. Một cái mũi tên chỉ vào cái... Xin mời. Bên tám lạng kẻ nửa cân. Không đúng. Mà cái điểm kia nó đang tỏ ra... Nó... Các bạn nhìn thấy điểm nó đang tập tạ nhá. Một bên mà dơ được cả tạ lên thì có nghĩa là gì? Cái điểm đấy nó sẽ là gì? Điểm cao. Không. Nó phải thế nào nó mới dơ được tạ? Khỏe. Khỏe, đúng rồi. Thế còn bên kia không nâng được tức là... Yếu. Vâng, đáp án của chúng ta là... Yếu. Gì ạ? Yếu điểm. Yếu điểm. Không ai trả lời được miếng ghép thứ 9. Trước khi sang miếng ghép thứ 10, tôi xin gợi ý. Hãy bình tĩnh nghe tôi gợi ý. Các bạn đang nhìn thấy cái gì ạ? Cái ấm. Cái áo. Bạn muốn trả lời ạ? Chắc chắn gì ạ? Tôi chưa gợi ý xong đâu. Bạn có chắc chắn muốn trả lời chưa? Tôi ạ. Vâng, quyền trả lời của hai bạn là như nhau ở phần thi này. Bởi vì đã làm miếng ghép thứ 10 rồi. Nào, ai trả lời ạ? Nhấn chuông ạ. Vâng, xin mời bạn Linh. Áo ấm ạ. Gì ạ? Áo ấm. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Đây là gì? Bạn nhìn thấy gì? Váy ấm. Váy ấm. Năm, bốn, hai, một. Bây giờ tôi mới gợi ý để cho các bạn nối tiếp này. Vừa rồi trước khi bạn Mỹ Linh trả lời ấy, thì tôi đã nói là tôi chưa gợi ý. Mà bây giờ tôi mới gợi ý. Các bạn nhìn thấy đang mặc cái gì? Đây không phải cái áo. Yếm. Cái váy. Yếm. Cái váy. Váy. Nhưng mà cách gọi khác đi. Cái váy. Đầm ấm. Đáp án của chúng ta là đầm ấm. Có tác dụng gây cảm giác ấm cúng do tình cảm gần gũi, yêu thương nhau, đầm ấm.
Thật tiếc là không bạn nào trả lời được miếng ghép thứ 10 ở phần thi thứ hai. Thưa quý vị, kết thúc hai phần thi và điểm số của bạn Mỹ Linh là 2.500 điểm. Bạn Nhật Anh là 5.800 điểm. Bạn Nhật Anh là chủ nhân của chiếc ghế đỏ trong chương trình hôm nay và bạn Mỹ Linh, chúng ta phải chia tay nhau. Tôi không hề muốn. Nhưng thật tiếc là cái câu cuối cùng, giá mà bạn bình tĩnh hơn một chút nghe tôi gợi ý thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra. Chắc chắn bạn sẽ tìm ra đáp án. Nhưng không sao, đây là một kỷ niệm đẹp. 9 ngày nữa bạn sẽ được một người bí mật tặng một chiếc bánh gato thật xinh. Và bây giờ bạn sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin gửi bạn. Chúc bạn luôn luôn may mắn và xinh đẹp. Cảm ơn. Xin chào mừng quý vị. Chúng ta đang có mặt trong chương trình Đổi hình bắt chữ và phần 3 của chương trình sẽ được bắt đầu ngay sau một tràng vỗ tay của quý vị. Xin cảm ơn. Người chơi đang là chủ nhân chiếc ghế đỏ ở phần 3 này của chúng ta đó là bạn Nhật Anh với 5.800 điểm. Bạn đang cảm thấy tinh thần của mình thế nào? Em cảm thấy rất phấn chấn nhưng mà cũng rất là hồi hộp ạ. Phấn chấn và hồi hộp. Bạn có đi qua giao điểm M không? Nghĩa là có thể ạ. Có thể. Nào, chúng ta sẵn sàng nhé. Vâng. 25 ô chữ cái được chia thành 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Người chơi có thể đi theo hàng dọc hoặc hàng ngang. Không qua giao điểm M, số điểm thưởng sẽ là 15.000 điểm. Qua giao điểm M sẽ là 30.000 điểm. Bạn sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Nhớ là 60 giây trả lời được 5 câu thẳng hàng, bạn sẽ nhận được số điểm như vậy. Chuẩn bị. Bắt đầu. À. Chữ A. Đây là gì? Hoa sen. Chưa chính xác. Sen tuyết. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Thiếu từ. Bông sen tuyết. Không đúng. Bỏ qua. Bỏ qua. B. Chữ B. Xin mời. Bỏ qua. Tiếp tục. F. Chữ gì ạ? F. F. Đây là gì? Thường mà phụ nữ hay dùng để chụp lên đầu để không bị ướt tóc. Quá. K. Chữ K. Đây là gì? Sữa tươi. Không phải. Nó sữa lắc. Sữa lắc rất chính xác, đó là sữa lắc. L. Chữ gì ạ? L. Chữ L. Đây là gì? Khỉ. Chưa chính xác. Kính khỉ. Không phải. Khỉ đeo kính. Không phải. Cái này hơi khó. Cái này hơi khó. Bạn biết miếng cuối cùng là gì không? Khó vô cùng luôn. Không ạ. Bạn biết con khỉ mà gọi tên khác là gì? Cách khác gọi. Gọi theo con giáp ấy. Thân. Thân. Mà đeo kính. Thân kính. Thân cận. Thân cận. Thân cận. Thưa quý vị và các bạn, 60 giây trôi qua rất nhanh và bạn Nhật Anh trả lời thêm được một câu. Số điểm bạn có bây giờ đang là 5.900 điểm. Bạn sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin gửi tặng bạn. Xin gửi bạn. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi hình bắt chữ. Xin cảm ơn hệ thống siêu thị điện máy Topke và thiết bị nhà bếp Faber đã tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn công ty Vietstarmark đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất và được phát sóng thường xuyên vào tối thứ Bảy hàng tuần. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban Thể thao Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.